Bây giờ là 8 giờ tối rồi, mình chuẩn bị mình xuất bến, mình đi ra biển anh em ơi. Những cái chuyến biển trước thì mình đi gần bờ á, với lại là mình đi đánh mực, mực ống là nhiều. Còn chuyến này mình đi mình khám phá, mình cái mặt hàng chủ yếu là tôm anh em ha, tôm. Để cho em đi chuyến biển này em đi cũng mấy ngày á, để đi, có vài cái video chia sẻ cho anh em biết cái ngày đầu tôm luôn nha. Chọn lưới anh em ha, chọn lưới, hồi nữa là tới tới chỗ đánh là mình thả lưới luôn. Sẵn đây thì cũng nói đôi nét với anh em luôn ha, cái loại cào mà mình cào mực á, mình đánh mực á, thì lưới nó thưa anh em ha, lưới ít nhất thì nó cũng phải 5 phân. Còn cào tôm này thì mình lưới nó dày hơn em, này chắc cỡ 3 phân 3 phân rưỡi gì quá anh, này chắc cỡ 3 phân 3 phân rưỡi gì anh em. Let's go của lưới anh em ơi. Đêm anh em ơi, bây giờ mình lấy lưới anh em ơi.
lên trước anh em ha. Cậu cái đục lên cái bon lên trước. Đây đồ dồ không có nhiều ha.
hết đồ tại công rên quá. Dừng cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video sau nha.